Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sáng ngày 31 tháng 12, Hội đồng chứng minh Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức hội nghị để suy tôn trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc suy tôn nhận được sự nhất tâm đồng thuận của Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự và đại biểu các bang, viện trung ương, ban trị sự 63 tỉnh thành phố tham dự trực tiếp và trực tuyến. Phát biểu sau lễ suy tôn, quyền Pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhắc lại công hạnh của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ của Giáo hội, đồng thời yêu cầu Giáo hội tập trung thảo luận, đúc kết chương trình hoạt động năm 2022, chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh thành tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 vào năm sau. Được biết Hòa thượng Thích Trí Quảng xuất gia năm 10 tuổi tại Tổ đình Huệ Nghiêm, Thủ Đức. Năm 1957, Hòa thượng được gửi đến tu học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang, Thọ giới Tỳ Kheo năm 1960, nối dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ, đời thứ 41. Ông là viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến nay. Tổng biên tập báo Giác Ngộ từ năm 1989 đến nay. Trước đó, ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 2002 đến 2012. Trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương 2007 đến 2017 trưởng lão hòa thượng có hàng ngàn pháp thoại biên soạn và là tác giả của hàng chục đầu sách đã xuất bản trong nước